Bắt đầu được rồi. Chào mừng cả nhà đến với chương trình đọc sách 6 giờ sáng của Tim nhé. Thì hôm nay Thảo sẽ đọc tiếp cuốn Kiến tạo tương lai của chính bạn, chương 117 cả nhà nhé. Loại bỏ dư thừa. Chú trọng tới việc sắp xếp thứ tự ưu tiên sẽ giúp giảm khối lượng thời gian dành cho những việc cần thiết. Vượt quá lịch làm việc dự kiến là một trong những vấn đề phổ biến và gây khó chịu nhất cho những người luôn muốn nâng cao thành tích của mình. Nói ngắn gọn, nếu một số hoạt động trong ngày kéo dài hơn mức cần thiết thì cũng là điều bình thường, nhưng hãy tránh lặp lại việc này. Mục đích chính ở đây không phải là dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động quan trọng hơn, nhưng những người làm những việc hiệu quả biết cách làm việc, làm được những việc nhưng tốn ít thời gian hơn. Những người làm việc hiệu quả biết cách làm được nhiều việc nhưng tốn ít thời gian hơn. Bạn nên cố gắng tìm ra cách áp dụng phù hợp để xử lý hiệu quả hơn công việc hàng ngày và phân bố thời gian hợp lý cho những ưu tiên chung được đặt ra. Có một số phương pháp để thực hiện hóa việc này. Trước tiên, hãy đặt ra thời gian quy định cho mình. Bạn phải xác định được trước định bạn phải xác định trước mình định tập trung bao lâu cho hoạt động đó. Ngay khi đặt xong thời gian quy định, hãy nghiêm túc coi nó giống như đồng hồ thi đấu mà ta thường giống thấy ở một trận đấu bóng đá. Khi hết giờ trận đấu kết thúc thì cũng là lúc bạn nên chuyển sang nhiệm vụ kế tiếp trong lịch làm việc. Bạn nên coi việc giới hạn thời gian là việc bắt bước đầu tạo động lực để cải thiện hiệu suất làm việc. Ý tưởng thời gian quy định là cực kỳ hữu ích khi bạn được giao nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp. Thay vì nói đại khái rằng cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, hãy đặt ra một khung giờ thời gian cụ thể. Chẳng hạn cuộc họp sẽ kéo dài từ 9 giờ tới 9 giờ 25 phút. Khi lên lịch họp, chúng tôi thường nhấn mạnh tới 2 lần về thời lượng dự kiến của cuộc họp. Lần đầu là khi gửi tới thông báo xác nhận cuộc họp và một lần nữa ngay trước khi bắt đầu cuộc họp. Hành động này khiến mọi người hiểu rằng bạn có ý định tuân thủ giờ giấc và tôn trọng thời gian của họ. Mục tiêu này luôn dễ dàng đạt được với những cuộc họp nhóm như vậy. Họp hành đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong văn hóa của nhiều tổ chức, đoàn thể tới mức chúng ta hầu như không thể hoàn toàn loại bỏ chúng, và nhiều cuộc họp dĩ nhiên là cần thiết. Đáng tiếc, đa số các cuộc họp trong công ty chỉ toàn những người nói về công việc thay vì thực sự làm việc. Và đa số các doanh nghiệp cũng không hiểu rõ chi phí thực tế mà họ phải gánh chịu khi tổ chức cuộc họp cho 3, 30 hay 300 nhân viên cùng lúc. Với một số trường hợp, chúng tôi không có ý nói chi phí bỏ ra là không tương xứng, bởi vì đó quả thực đang xứng đáng. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn về số tiền công mỗi giờ trả cho tất cả những người tham dự hội nghị và giá công việc mà họ mang lại khi phải ngồi nghe những việc không liên quan tới mình hoặc nhóm của mình, thì chi phí cơ hội chắc chắn lớn hơn nhiều. Giả sử bạn phụ trách một cuộc họp và có thể tự quyết cách cải tổ họp hành, thì câu đầu tiên mà bạn nên tự hỏi bản thân là liệu tất cả những cuộc họp đang dự kiến có thực sự cần? Thậm chí nếu chỉ có thể bớt một cuộc họp định kỳ mỗi tuần cũng là một bước tiến đáng kể. Thay vì tổ chức hàng tuần, bạn có thể chuyển sang họp cách tuần. Bước tiếp theo là đặt ra thời gian quy định ứng với từng cuộc họp định kỳ và chọn ra một cuộc họp để rút ngắn 15 phút so với thời gian dự kiến hiện tại. Hồi còn làm việc ở Amex Grand Food, Tom đặt ra quy định các cuộc họp trực tiếp và họp qua điện thoại không kéo dài quá 17 phút. Ông thường đi thẳng vào một, hai điểm chính, chỉ ra hành động cần thiết, tối ưu yêu cầu, rồi yêu cầu mọi người quay về làm việc tiếp. Hãy rút gọn cuộc họp xuống còn 3 phần chính: mở đầu, mục đích chính và kết thúc. Ở phần mở đầu, hãy đi thẳng vào trọng tâm công việc cần hoàn thành và bằng cách hỏi các thành viên xem họ có cải thiện gì đáng kể so với cuộc họp trước. Tiếp đến, nhanh chóng chuyển sang mục đích chính bằng tuyên bố rất ngắn gọn danh sách cần làm. Con số lý tưởng nên là một việc và tuyệt đối không vượt quá 3. Khi thời gian quy định còn được khoảng 5 phút, hãy chuyển sang phần kết thúc bằng câu hỏi. Bài học rút ra từ cuộc họp này và bước hành động tiếp theo là gì? Cuộc họp kết thúc.
Nếu không có hành động nào cần thiết được đưa ra sau cuộc họp, vậy có lẽ cuộc họp này cũng không cần thiết. Bạn chỉ cần gửi mail hoặc văn bản cho mọi người là được. Một vài gợi ý nhỏ dưới đây sẽ giúp tổ chức hiệu quả các cuộc nói chuyện, cuộc họp qua điện thoại. Thu hút sự chú ý của người nghe bằng một câu chuyện ngắn và sẽ dự kiện hoặc dự kiện thực tế có liên quan trong 20 giây đầu tiên. Đưa ra một hoặc hai điểm chính và trình bày ngắn gọn, đơn giản. Dự kiến cách kết thúc cuộc họp ngày trước khi bắt đầu cuộc họp. Nhận ra thời điểm bắt đầu xuất hiện, sự phân tâm của mọi người. Giới hạn thời gian xuống còn 17 phút. Nếu lâu hơn, con quái vật gây phân tâm sẽ rất dễ chiến thắng. Những cuộc họp nhóm sẽ dễ dàng theo những gợi ý trên. Họp với khách hàng hay gọi điện, chào hàng thì những hoạt động có thể tốn nhiều thời gian so với dự kiến vì áp lực tăng doanh số. Mục tiêu là thu hút khách hàng mới và duy trì sự hài lòng cho khách hàng hiện tại với quỹ thời gian ít hơn. Rất nhiều khách hàng cá nhân của chúng tôi đã đánh giá lại các cuộc họp kinh doanh và giảm thời gian trong trung bình từ 60 phút xuống còn 40 phút trong toàn tổ chức, chỉ nhờ đưa ra một số điều chỉnh trong việc kiểm soát các mối quan hệ. Trong nỗ lực tạo dựng quan hệ với đối tác, thay vì cách nói dông dài, hãy coi mình là một huấn luyện viên của đội bóng rổ trong trường đại học để có cách tiếp cận tương tự. Chúng tôi gọi là phương pháp 2-1-1. Giả sử bạn sắp có một cuộc gặp gỡ với khách hàng, hãy bắt đầu bằng cách tán thưởng hai ưu điểm của khách hàng đó. Tiếp đến, bạn cung cấp một thông tin nằm trong phạm vi hiểu biết của cả hai để tăng thêm lợi ích cho họ. Cuối cùng, hãy hướng dẫn khách hàng một hành động theo đuổi mục tiêu trong các cuộc gặp riêng của khách hàng. Mục tiêu của bạn nên là tạo động lực với đối phương thực hiện hành động nhằm cải thiện chất lượng của cuộc sống của họ. Khen ngợi khách hàng sẽ làm khẳng khích thêm mối quan hệ và cung cấp thông tin hữu ích với khách hàng, tăng lòng tin của họ với bạn. Từ đó họ có thêm động lực để lắng nghe và hành động theo lời thuyết phục của bạn. Quá trình này không nhằm mục đích giúp bạn kết thân với người khác. Chúng tôi không gợi ý rằng bạn nên đôi co thẳng thừng với người khác và dĩ nhiên, làm như vậy cũng không tạo được kết quả gì trong mọi hình thức họp trực tiếp. Nhưng theo quan điểm chúng tôi, giới kinh doanh đang cố tình bóp méo khái niệm tạo dựng quan hệ. Cách tốt nhất để thắt chặt được mối quan hệ là hãy hết mình vì trách nhiệm với khách hàng. Cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ là hãy hết mình vì trách nhiệm của khách hàng. Mọi người đều muốn hợp tác với người mà họ quý mến, nhưng họ cũng hứng thú làm ăn với những người hoàn thành tốt công việc và không làm mất thời gian của họ. Nếu một nhân viên tài chính, thợ cơ khí hoặc bác sĩ tâm lý đến một cuộc họp với thái độ nhiệt tình, thân thiện nhưng lại chẳng thể giúp bạn cải thiện vấn đề hiện tại thì chẳng bao lâu sau bạn quyết định tìm kiếm một đối tác khác. Là một người chuyên nghiệp, bạn có trách nhiệm giúp khách hàng có thêm một bước cải thiện qua mỗi cuộc gặp. Nếu không, bạn chỉ làm mất thời gian của hai bên. Vị trí bạn đảm nhiệm càng cao thì bài học này càng quan trọng. Bởi vì những đối tác giao dịch của bạn cũng đang làm việc và dự kiến những khó khăn mà bạn đang đọc chương này để tìm cách giải quyết. Bạn cứ thoải mái tán gẫu với bữa tiệc khúc tách, nhưng nếu là trong giờ làm việc thì hành động đó ắt sẽ gây ra khó chịu cho người khác. Khi bạn đang áp dụng các cách trên, thật hữu ích nếu bạn ghi nhớ điều mà huấn luyện viên của Worden coi là chìa khóa quan trọng nhất trong việc xây dựng tập thể kỷ luật. 1. Luôn bắt đầu đúng giờ với mọi cuộc họp. Hãy bỏ qua những người đến muộn, tôn trọng những người tới sớm bằng cách bắt đầu cuộc họp đúng giờ. Bạn càng duy trì quy tắc này lâu thì càng được người khác tôn trọng, từ đó thôi thúc họ tới họp đúng giờ hơn. Loại bỏ ngay thói trì hoãn. Bất kể ý tưởng cho chế độ ăn kiêng, tập thể hình hoặc kế hoạch công việc có tốt đẹp đến đâu thì lúc ngồi bình tĩnh để lên kế hoạch và vạch ra cách thực hiện lý tưởng cũng thật dễ dàng. Nhưng câu nói nổi tiếng của tay đấm Miss Curtiston, ai cũng có một kế hoạch cho riêng mình cho đến khi bạn bị đấm vào mặt. Ai cũng có kế hoạch riêng cho riêng mình cho đến khi bị ăn đấm vào mặt.
Bất kỳ nội dung nào trong cuốn sách này cũng chỉ có tác dụng nếu chúng ta mô tả đúng thực tế cuộc sống và ra các chiến lược để vượt qua những khó khăn sắp tới. Biện pháp tối đa hóa thời gian chính là một trong những số đó. Kể cả khi bạn có sức mạnh ý chí và quyết tâm cỡ như một người lính đặc nhiệm hải quân, vẫn có những lúc bạn cảm thấy mình không đủ năng lượng để tiến lên và thay đổi thời thế. Đó là điều tự nhiên và nó cũng được gọi là trì hoãn. Ai cũng có những lúc như vậy. Bạn làm, nhìn lại làm việc và bạn thấy chùng lòng trước đôi ba việc nào đó. Có thể nó khiến bạn không thoải mái, nhưng một cuộc họp bạn không muốn tới hoặc nó phức tạp và tốn nhiều thời gian mà bạn hiện tại bạn lại chẳng có đủ thời gian. Và vì thế bạn liên tục trì hoãn việc thực hiện tới lúc sau nữa trong ngày, hoặc lùi sang tuần khác hoặc tháng khác. Thậm chí bạn còn mong nó cứ thế âm thầm biến mất. Nhưng sự thật là bạn đang đánh đổi thời gian ở hiện tại cho thời gian ở một lúc nào đó trong tương lai. Vấn đề là sẽ không phức tạp như vậy nếu mỗi khi khó khăn ta gặp mỗi hàng ngày tồn tại độc lập với nhau. Nhưng công việc, cuộc sống, thời gian không chờ đợi ai. Và khi bạn cố tình trì hoãn và lùi nó đi ra xa hơn, thì những việc bị lùi lại sẽ cộng dồn với những trách nhiệm khác nữa để cuối cùng bạn vẫn là người gánh chịu tất cả. Khi bạn cảm thấy đuối dần mà công việc càng ngày càng tăng lên, bạn sẽ trở nên căng thẳng, vội vã và mất kiểm soát. Đó là lúc mà khối lượng công việc hiện tại hay nhiều công việc khác. Đây là lúc vấn đề thường xuyên xảy ra và phản ứng thường gặp nhất là buông xuôi. Mọi người bị quá tải và họ ngừng cố gắng. Một trong những cách chúng tôi hay dùng để chống lại căn bệnh trì hoãn là phân chia những công việc đáng sợ đó thành những phần có thể kiểm soát được. Chúng tôi gọi là tự hỏi và chia nhỏ. Bằng tự hỏi bản thân, việc nào là quan trọng nhất mà tôi có thể hoàn thành tới đây? Và rồi bạn chia nhỏ hoạt động đó ra từng bước và tập trung vào bước đầu tiên. Ví dụ như có một việc phải làm mà trước giờ bạn luôn cố tình tránh né, thì bước nhỏ đầu tiên của quá trình hoàn thành sẽ giúp bạn vượt qua quán tính tinh thần. Một khái niệm từng được nhắc đến ở phần trước, đừng để tâm trí bạn bị choáng ngợp trước toàn bộ khối công việc, hãy tập trung vào bước đầu tiên. Thì thay vì để cuối tháng mới động tới báo cáo chỉ tiêu định kỳ, hãy ghi lại một số liệu ngay ngày đầu tiên. Hãy ghi lại số liệu ngay ngày đầu tiên. Nỗ lực ngay từ bước đầu sẽ tăng thêm sự tự tin và tạo đà được cho những hành động hiệu quả. Phân chia hành động thành các phần nhỏ hơn, dường như giúp con người thoát khỏi những thứ kìm hãm mình trong quá trình tiến bộ. Một số người khác của Jackson là cầu thủ cúp cung cầu. Một khách hàng khác của Jackson là một cầu thủ cúp cung cầu. Anh đã chủ yếu dựa vào các biện pháp này để có thể có được thể lực sung mãn nhất trong thời gian nghỉ giữa hai mùa thi đấu và được gia hạn bản hợp đồng hậu thỉnh. Trước đó, anh chưa từng hứng thú với công việc rèn luyện thể lực, nhưng ngược lại, anh biết phấn đấu để bù đắp nhược điểm và thể lực bằng cách chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về mặt tinh thần và chiến thuật. Anh là một người sống vì tập thể, rất được các cầu thủ trong đội và huấn luyện viên yêu mến, nhưng một chấn thương đã khiến phong độ của anh đi xuống trong một vài mùa giải. Từ đó anh trở nên quan tâm tới sức mạnh với sức bền hơn bao giờ hết. Sau lần gặp gỡ với Jackson trong một mùa đào tạo, cầu thủ đó hạ quyết tâm tăng thêm 40 phút vào chế độ tập luyện thể chất của mình. Nhưng anh không tập trung liền mà vào toàn bộ các bài tập tăng cường mà tự dặn lòng mình sẽ chỉ tập trung hoàn thành từng bài một. Thay vì dồn cả 40 phút tăng thêm vào cuối lịch tập mỗi ngày, anh quyết định chia nhỏ chúng ra. Anh sẽ thực hiện bổ sung mỗi lúc một bài tập. Việc này đã có hiệu quả bởi vì hoàn thành một bài tập mỗi lúc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tăng thêm 40 phút mỗi ngày vào lịch trình vốn đã vậy dày đặc của anh. Cầu thủ đó đã đến trung tâm huấn luyện với thể lực sung mãn nhất trong lịch sử và số phút thi đấu đã tăng lên so với lúc trước. Sau thành tích khả năng quan ở sau thành tích
khả quan ở vòng đấu khu vực, anh còn chơi hay hơn khi bước vào vòng loại? Sau thành tích khả quan ở vòng đấu khu vực, anh còn chơi hay hơn khi bước vào vòng loại trực tiếp? Đội bóng đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm để trọng dụng tài năng của anh. Một sự đãi ngộ xứng đáng về tiền bạc và giúp cậu con trai nhỏ của anh có đủ thời gian trưởng thành để hiểu rõ và tự hào về người cha là vận động viên khúc cung cầu chuyên nghiệp của mình. Trải nghiệm này giữa hai cha con là điều vô cùng là điều vô giá đối với khách hàng của chúng tôi. Để đánh bài căn bệnh trì hoãn đã tạo ra, quán tính tinh thần giúp tối đa hóa thời gian, hãy ghi nhớ công thức, tự hỏi và chia nhỏ. Lý do chính, mức độ thành công của bạn tỷ lệ nghịch với đơn vị thời gian bạn nghĩ đến. Đảo ngược vấn đề, để làm được nhiều việc và tăng thu nhập hơn mức bình thường, bạn phải bắt đầu bằng những việc nghĩ đến đơn vị thời gian nhỏ hơn trong kế hoạch công việc của mình. Đa số mọi người chia thời gian theo đơn vị tuần. Thứ hai đầu tuần đáng sợ rồi, đến thứ tư giữa tuần vất vả và cuối cùng là thứ sáu cuối tuần xả hơi. Nghĩ theo thời gian đơn vị, thời gian dài và sẽ khiến bạn hoàn thành ít việc quan trọng hơn, gây hao tổn tiền bạc và sự tự tin. Bạn sẽ làm việc bận rộn nhưng không năng suất. Suy tính theo đơn vị, thời gian ngắn hơn sẽ giúp bạn có thể tối đa hóa thời gian. Điều đó không có nghĩa là bạn phải bận rộn hơn, mà là bạn phải đạt được hiệu quả nhiều hơn. Hành động ngay. Hãy lấy một mẫu giấy nốt thơ ở văn phòng và ghi ra con số tối đa hóa thời gian trong khoảng trống của bạn. Đây là số phút nằm trong khoảng 1 đến 15 phút. Trong khoảng 1 đến 15 phút, đó chính là công tắc tự động giúp bạn biết mình cần phải hoàn thành ít nhất một việc hiệu quả khi còn thời gian trống. Một số ví dụ từ các khách hàng của chúng tôi, vận động viên chuyên nghiệp. Con số tối đa hóa thời gian trong khoảng trống của tôi là 10 phút. Bất kỳ khi nào có 10 phút trống, từ 11:30 tới lúc thi đấu, tôi nhất định sẽ hoàn thành xong ít nhất một bài tập cùng dây kéo để tăng sức mạnh cho vùng vai hoặc khuỷu tay. Nhà thi đấu, nhà tư vấn tài chính. Con số tối đa hóa thời gian trong khoảng trống của tôi là 8 phút. Bất kỳ lúc nào có 8 phút trống, từ 8:30 sáng tới 16 giờ sáng tới 16 giờ chiều. Tôi sẽ liên hệ với một khách hàng tiềm năng. Tôi có thể gọi cho một khách hàng hiện tại hoặc khách hàng có nhu cầu và họ xin hỏi thông tin giới thiệu nếu không có khách hàng tiềm năng nào để liên hệ. Luật sư, con số tối đa hóa thời gian trong khoảng trống của tôi là 5 phút. Bất kỳ lúc nào có từ 5 phút trống trong giờ hành chính, tôi sẽ kiểm tra tập hồ sơ quan trọng nhất đang hoàn thiện và ghi chú lại các có bất kỳ hành động nào cần thực hiện trong 24 giờ tới. Chương 4. Vượt qua đấu tranh nội tâm. Chương này hay quá. Vượt qua đấu tranh nội tâm. Một khách hàng có tên là Parker, làm nghề kinh doanh, đã tìm đến tôi để giải bài câu chuyện của chính mình, nhưng cũng là vấn đề thường gặp với số đông. Ở công ty, anh là một người có doanh số bán hàng cực khủng, nhưng công việc hiện tại khiến anh vô cùng căng thẳng áp lực. Tháng nào, anh cũng cảm thấy chưa hài lòng vì phải bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhiều tháng, Jock đạt được doanh số không tưởng, thậm chí là cao kỷ lục. Nhưng rồi, những tháng tiếp theo, con số đó lại tụt dốc không phanh. Và dĩ nhiên, kết quả kinh doanh ảnh hưởng đáng kể tới tâm trạng của anh. Trong những tháng khởi sắc, anh cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Nhưng giai đoạn trì trệ, tình trạng căng thẳng và lo lắng xâm chiếm tâm trí anh tới mức cuộc sống, gia đình, sức khỏe, thói quen ăn uống của anh cũng bị đảo lộn theo. Một điều luôn làm ngoài tầm kiểm soát của Jock là khả năng duy trì chuỗi thành tích cao. Nói đơn giản, anh thường xuyên có mặt trên chuyến tàu lượn mang tên là thành công, nhưng anh không tạo được những thói quen cần thiết để vực dậy tinh thần, đứng vững vàng ở đỉnh cao thành công và đẩy lùi bớt khó khăn. Sau khi nghe tư vấn, Jock đã tiếp thu khái niệm đấu tranh nội tâm. Một chiến lược sẽ được trình bày trong chương này. Nhưng khi anh học
được cách vượt qua những cuộc chiến nho nhỏ với chính mình mỗi ngày. Mọi thứ đã thay đổi. Thành tích vượt lên thất thường trước giờ đã thay bằng sự ổn định trong hiệu quả công việc và ngày càng nâng cao. Trong 2 năm gần đây, công việc kinh doanh của Jack đã tăng lên 40%, đồng thời anh còn giảm được gần 20kg nhờ việc từ bỏ thói quen ăn uống vô độ mỗi khi căng thẳng. Những chuyển biến này nổi bật đến mức những đồng nghiệp cùng nhóm của Jack đã thấy họ Parker của Jack đã đặt cho một tháng một burger một hamburger của Jack đã đặt cho một tháng một thang đo mức độ cải thiện mà họ gọi là thang đo thành công Parker, một sự đánh giá kết hợp giữa sự giảm cân và tăng điểm phần trăm kinh doanh. Tất cả đều có thể đạt được nhờ chiến thắng chính mình, và bất kỳ ai cũng có thể làm được với một chút công sức luyện tập. Trong cuốn sách xuất bản năm 1960 mang tên là Thay đổi tư duy của tiến sĩ Mark, toàn bộ đề tài nghiên cứu về thói quen của con người như quá trình hình thành, thời gian hình thành cần thiết và việc phá vỡ một thói quen thì dễ hay khó đều đã bị nhiều người hiểu lầm và hiểu sai đáng kể. Có lẽ bạn đã từng nghe qua nội dung này. Người ta cần thực hiện một vài hành vi và có chủ đích trong 21 ngày liên tục để hình thành một thói quen mới. Nội dung này đã rút ra một cuốn sách của Mark, nhưng đã bị tối giản hóa tới mức nó bị chệch hoàn toàn khỏi dụng ý ban đầu của các tác giả. Mark thậm chí còn không nhắc đến việc hình thành thói quen trong phần nói về khung thời gian 21 ngày. Ông mô tả quá trình hồi phục của những bệnh nhân trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, và đó là khoảng thời gian cần thiết để họ thay đổi nhận thức về bản thân và quen với việc nhìn thấy gương mặt mới của mình. Thông điệp ông gửi đi là người ta cần tối thiểu 21 ngày để thay thế một hình ảnh trong tâm thức bằng một hình ảnh mới. Dĩ nhiên, những người ở năm 1960 hay chúng ta ngày nay đều có những thói quen xấu giống nhau. Họ nôn nóng muốn đơn giản hóa mọi việc, kiểu như chỉ cần nỗ lực cai thuốc lá hoặc tuân theo một chế độ tập luyện hay ăn uống trong 21 ngày, rồi làm tưởng con số kỳ diệu này sẽ tạo ra thay đổi bền vững. Đáng tiếc mọi người, mọi chuyện lại không đơn giản đến thế. Trên thực tế, các thói quen của chúng ta trở nên bất biến và luôn trong trạng thái hình thành liên tục. Thói quen sẽ ngày càng được củng cố hơn hoặc mai một dần. Điều này phụ thuộc vào mức độ quan tâm và nỗ lực củng cố hành vi, vì hành vi đó mỗi ngày của cá nhân đó tới đâu. Thói quen sẽ ngày càng được củng cố hơn hoặc mai một dần. Điều này phụ thuộc vào mức độ quan tâm và nỗ lực củng cố hành vi đó mỗi ngày của cá nhân đó tới đâu. Nếu bạn đang muốn có một lời giải đáp mang tính chuyên môn, thì hãy tìm hiểu sâu ví dụ sau. Các nhà nghiên cứu từ Đại học London, Anh, đã quan sát quá trình hình thành thói quen mới của một nhóm người 100 người kéo dài trong 12 tuần. Họ áp dụng sự thay đổi từ đơn giản như bổ sung một nhóm mới vào một nhóm món mới vào bữa ăn hàng ngày, đến thử thách đầy tham vọng như lập kế hoạch chạy bộ đường dài để cải thiện thể lực cho một bộ phận người tham gia cuộc thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tham gia mất từ 2 tuần rưỡi cho tới 3 tháng rưỡi để hình thành một thói quen mới. Điều mà họ được thực hiện đều đặn trong 95% thời gian sinh hoạt hoặc nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, xem xét kỹ mới ra vấn đề. Đâu là yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành thói quen? Theo nghiên cứu, nó thuộc vào thời gian mà một người dành cho việc rèn luyện. Thói quen đó là gì và sự khác biệt tới đâu so với nếp sinh hoạt bình thường? Nói cách khác, không phải chỉ 21 ngày thần kỳ thanh lọc cơ thể sẽ biến bạn thành một người khỏe khoắn hơn, thanh gọn hơn, nhưng hơn ngọn hơn hay có một lá phổi giàu oxy hơn. Nhưng đừng vội nản chí. Vẫn có một quá trình để bạn áp dụng và phát triển một loạt các thói quen hay những hành vi điều đặn mang lợi ích trong công việc và cá nhân và cuộc sống cá nhân. Quan trọng là bạn cần tuân theo một số bước đơn giản phù hợp với cơ thể vận hành của bộ não, chứ không phải tìm cách kháng cự lại. Hiểu một cách đơn giản
phần bộ não phụ trách về việc hình thành các hành vi và thói quen cũng có chức năng kiểm soát ký ức và cảm xúc của bạn. Một yếu tố kích hoạt từ bên ngoài khiến thói quen hay hành vi mới được hình thành, đồng thời cũng kéo dài theo bản ứng xúc cảm trước hành vi đó. Khi bạn hành vi mới đem đến cho bạn cảm giác dễ chịu thì hành vi đó sẽ tự củng cố và lặp lại thành một thói quen. Qua thời gian, vòng lặp lại thành một phần ăn sâu vào lập trình của bộ não của bạn, tới mức gần như nó sẽ tự động thực hiện trong vô thức. Dù bạn muốn bổ sung một thói quen mới, lành mạnh hay thay thế vào một tật xấu bằng một thói quen tốt hơn và một chế độ sinh hoạt hàng ngày, thì cũng đều phải trải qua một trận địa tinh thần như nhau. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho bạn tấm bản đồ chỉ dẫn vượt qua trận địa đó, để lúc gặp phải trận địa này thì bạn không phải choáng ngợp bởi những điều mình cảm nhận do đã nắm trong tay bí kíp vượt chướng ngại vật. Chúng tôi chia chỉ dẫn nó thành 3 giai đoạn: khởi đầu ngọt ngào, đấu tranh nội tâm và bản năng thứ nhì. Chỉ riêng việc nhận thức mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình hình thành thói quen thì bạn coi như đã tiến bộ được một bước lớn. Từ đó tạo ra cảm xúc tích cực và tự khích lệ tinh thần mình một cách đáng kể. Khởi đầu ngọt ngào. Có lẽ đây là một điều không hề xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Bạn quyết tâm lên lịch tập gym đều đặn, sắp xếp các làm việc ngăn nắp hơn và thiết lập kế hoạch một quy trình mới để quản lý chung việc cập nhật thông tin khách hàng. Thường thì hành vi thay đổi là do sự bùng nổ về cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ bạn tới dự một hội thảo và được nghe một bài phát biểu đầy cảm hứng. Khi đó bạn sẽ nảy sinh cảm xúc tích cực khi bạn làm thất bại một mẫu giấy ghi chú nội dung cực kỳ quan trọng trong đống bừa bộn đến nỗi vụt mất một khách hàng tiềm năng. Điều đó sẽ nảy sinh ra khả năng tiêu cực. Dù thế nào, một biến cố kích hoạt như vậy đã tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ để bạn hình thành thói quen. Trong những ngày đầu tiên, mọi việc có vẻ thật dễ dàng sau buổi hăng say tuân theo lịch tập luyện mới. Bạn tự nhủ, tuyệt, mình cũng có thể làm được. Mình đã sẵn sàng mọi thử thách. Mỗi khi tổ chức các khóa đào tạo, chúng tôi đều có theo dõi số lượng email gửi đến. Các học viên có thể gửi email sau khóa học để đưa ra các câu hỏi hoặc nhận xét. Thường thì hòm email của chúng tôi sẽ nhanh chóng đầy ắp ở ngay tuần tiếp theo sau khóa học và những ý kiến từ học viên như thật dễ để thay đổi mọi thứ hoặc tiến độ thực hiện của học viên đã vượt xa so với lời tư vấn của chúng tôi trong chương trình. Nhưng khởi đầu ngọt ngào nào cũng có hồi kết và những chỗ cho thực tế hàng ngày. Đến ngày thứ 3, thứ 8 hoặc thứ 18, bạn sẽ đối mặt với một loạt các trở ngại liên tục xuất hiện ở thử thách lòng quyết tâm của mình. Ai cũng có những ngăn trở của riêng mình, nhưng chắc chắn có cùng hoài nghi sau. Liệu mình có nên chọn lối đi dễ dàng hơn không? Và trở lại bình thường như trước không? Hay đủ quyết tâm vượt qua cuộc chiến nội tâm? Đấu tranh nội tâm. Hôm nay thì em sẽ đọc đến đây nhé. Thì ngày mai hãy đọc tiếp lên chị nhỉ? Có 32 thôi nhỉ? Đọc đến đây. Hôm nay thì em sẽ đọc đến đây thôi và chúng ta sẽ thảo luận nhé. Ngày mai thì em sẽ bắt đầu tiếp với đấu tranh nội tâm thì nó sẽ tròn hơn. Okay. Cảm ơn cả nhà đã tham gia đọc sách cùng em nhé. Cảm ơn Thanh Thảo đã đọc sách. Chị Gồng nghe được nhiều không? Chị Gồng có thể chia sẻ được không? Nghe nhưng mà cái quyển này đọc xong nghe qua nó chưa có hiểu được cái ý của nó lắm. Này mình phải nghe từ đầu chứ. Chị cũng không có coi trong cái Thảo đang chụp hình gửi nên không có đọc qua. Giận 5 phút. Chụp có mà gì? Có chụp nhưng mà lại chụp chưa hết cái phần sau. Dạ. Nếu như mà cái phần này em để cho Thảo nghỉ chút em xin phát biểu vậy. Hôm nay thì cái tâm trạng nó cũng lung lung, nó cũng không tập trung được cho lắm. Nhưng mà cái phần sau ấy
không tập trung được cái phần đấu tranh nội tâm ấy. Ừ. À, mình làm vậy, đang làm thế xong rồi lúc nào mình quay lại mình hỏi mình đi con đường này có đúng không ấy. Đâu lúc mà mình mệt mỏi mình quay ra mình tự hỏi bản thân mình ấy. À, mà mỗi khi mình hỏi như vậy thì chứng tỏ là mình đang thiếu cái sự tự tin. Đấy. Nên là mình quay ra mình hỏi mình luôn đấu tranh cái nội tâm của mình. Ừ. Thì nghe Thảo đọc thì em thấy rằng là mình vẫn còn thiếu tự tin nhiều lắm. Nên là lúc nào mình quay ra mình hỏi bản thân mình, đấu tranh với bản thân mình không ạ? À? Thì hôm nay chỉ có pha nói ngắn gọn vậy thôi. Hôm nay chị Nguyên cũng sức khỏe cũng không được tốt, cũng mệt nè. Ừ, thì em sẽ phát biểu về cái chương em đọc nhé. Thì hôm nay thì em chú ý ở trang 123, đó là cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ là hãy hết mình vì trách nhiệm với khách hàng. Ừ. Nói chung thì khi mình làm việc bất cứ việc gì cũng vậy, thường thường thì mình hay đặt chữ tâm lên làm đầu. Tại vì khi mình chữ tâm lên làm đầu và trách nhiệm làm đầu thì mình luôn làm hết mình. Tại vì khi mình nói mà hành động nó không đi đôi á, thì khách hàng họ sẽ biết ngay, và như vậy mình làm sẽ mất lòng tin với khách hàng. Thì như vậy thì mình mất một khách hàng thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất rất nhiều khách hàng ở phía sau khách hàng đó. Ừ. Thì người ta hay dùng là khách hàng là thượng đế. Tại sao? Không phải là mình phục vụ người đó mà mình phục vụ tất cả những người quen của người đó. Ừ. Nên là từng mối quan hệ, từng khách hàng mình luôn tôn trọng, dù là người đó họ có thể là họ mua mình một hàng nhỏ thôi, nhưng vì yêu mến mình họ có thể giới thiệu cho mình rất rất nhiều mối quan hệ tốt. Ừ. Thì thông qua những cái mối quan hệ của khách hàng thì em đã tìm được rất rất nhiều những người để yêu mến mình, mà họ có thể giới thiệu cho mình những cái mối làm ăn, và nó là không tưởng tượng được, rất là tuyệt vời. Nên là mình phải làm cái gì làm bằng tận tâm, thật sự bằng tâm, bằng tâm, và phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói, cũng như là càng lớn thì mình hứa ít thôi đấy, kiểu như vậy. Ngày xưa thì cứ em thì cứ hay hay vui đùa, cứ hứa đùa thôi, nhưng mà thật sự thì khi mà càng lớn càng làm việc vào giới kinh doanh ấy, thì em cái lời hứa rất quan trọng. Hứa ít thôi, nói ít thôi, nhưng mà phải làm, chủ yếu là làm, hành động là chính. Thì làm như vậy mình sẽ có được cái trách nhiệm, và mình có được cái niềm tin ở khách hàng. Ừ. Và tiếp theo ở chương một một trang 124 thì em thấy là có cái câu là loại bỏ ngay tính trì hoãn. Cái tính trì hoãn nó rất là nguy hiểm. À, ngày mai làm cũng được, tuần sau làm cũng được, tháng này chạy cấp bậc không được, tháng sau chạy cũng được. Cái tính trì hoãn thật sự nó là một thứ cực kỳ tiêu cực đối với mọi người. Tính trì hoãn là tại sao chúng ta không có kỷ luật. Ừ, thiếu kỷ luật. Nếu mà tính kỷ luật chúng ta cao thì chúng ta sẽ ăn được cái tính trì hoãn của mình. Ví dụ như chúng ta đạt mục tiêu năm nay thì chúng ta phải kiếm 100.000 đô la. Ừ. Khi 100.000 đô la được dán lên tường rồi thì chúng ta sẽ đánh bại được cái tinh thần trì hoãn của mình, bắt buộc phải làm. Không làm thì tới cuối năm không đạt được mục tiêu đó. Chẳng hạn như là nói về cái tính trì hoãn thì em có hay là em hay là em nghĩ là nếu năm nay mình không đạt được thì mình sẽ là có cái súng mình bắn vào mình vậy đó. Cảm giác như vậy có là mình phải đe dọa tới tính mạng của mình, như vậy thì tính trì hoãn mới trị được cơ. Chứ thật sự thì trong tính trì hoãn ai cũng lười, ai cũng có cái độ mà cứ cứ ngày mai, cứ ngày mai làm, cứ ngày mốt làm, kiểu như vậy. Và cái tính trì hoãn cũng rất ảnh hưởng trong công việc kinh doanh. Chẳng hạn như hôm nay có cuộc họp rất là quan trọng, một công việc rất quan trọng với khách hàng, nhưng vì một cái niềm đam mê nào đó hoặc một cái sở thích nào đó mình đã bỏ quên một cuộc họp đó, mình lại 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 hẹn phải lấy lý do nào đó, thì mình tự đánh mất cơ hội của mình. Và khi cơ hội nó chỉ đến một lần chứ không đến lần hai, ít khi nào cơ hội đến lần hai lắm. Nên là tính trì hoãn là mình bỏ nhanh càng tốt. Và em khuyên mọi người nên nghe cái video của Thái Phạm ấy, không trì hoãn ấy. Ừ, thì em rất là hay nghe. Và cái video là thời gian là hữu hạn. À, những lúc mà em cảm thấy em muốn làm cái gì đó mà em trì trệ là em bấm ngay vào là thời gian là hữu hạn. Ừ, bạn không có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ tận dụng nhiều thời gian hơn, và chúng ta sẽ đánh bại được cái tính trì hoãn của mình. Ừ. Một trong những cách chúng tôi hay dùng để chống lại căn bệnh trì hoãn là phân chia những công việc đáng sợ đó thành những phần kiểm soát được. Ừ, chia nhỏ ra. Như cái anh lúc nãy anh nói là 40 phút, anh muốn tập thêm 40 phút cho các cuộc trận đấu của mình ấy. Cho những cái giờ mà sau giờ làm việc của anh ấy, thì anh chia nhỏ ra, chứ không phải là một tập dồn một cái, khi mà anh kết thúc xong anh tập luôn 40 phút thì anh tập không được. Thì anh chia nhỏ ra. À, thế là anh kiểu là mình sẽ chia nhỏ những cái mà mình mệt. À, như thế thì nó sẽ khỏe hơn. Chẳng hạn như là mình muốn lên
con từ thì mình chia nhỏ lên shipper trước kiểu thế. Rồi cái chương 4 thì vượt qua đấu tranh nội tâm, thì cái chương này thật sự thì em cũng hơi bị mông lung. Đấu tranh nội tâm có nghĩa là mình phải vượt qua được cái tâm trạng của mình ấy. Thì em cảm thấy là thói quen sẽ ngày càng được củng cố hơn hoặc mai một dần. Điều này phụ thuộc vào mức độ quan tâm và nỗ lực của củng cố hành vi đó mỗi ngày của cá nhân đối tới đâu. Chương này nói chung là cái trang này phải đọc đi đọc lại chút xíu, kiểu là nó hơi khó. Chỉ riêng việc nhận biết mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình này hình thành thói quen thì bạn đã tiến một bước lớn, từ đó tạo ra một cảm xúc tích cực, tự khích lệ tinh thần mình một cách đáng kể. Nó có 3 giai đoạn: khởi đầu ngọt ngào nè, rồi là đấu tranh nội tâm và bản năng thứ nhì. Thì cái này ngày mai thì em sẽ đọc và chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Rất là cảm ơn các chị đã nghe đọc sách. Và nói chung là hôm nay mình sẽ qua cái chương này thì chị em mình sẽ cố gắng trị được cái bệnh trì hoãn. Thật sự cái việc nào của ngày hôm nay là phải làm cho dứt ngày hôm nay, không được hẹn vào ngày mai. Như là cố gắng làm sao hôm nay mình không kiếm được 100.000 thì mình không ngủ, kiểu thế. Phải đặt ra một điều thế thì mình mới hoàn thành được cái mục tiêu. Nên là tại sao khi mình làm cái việc gì đó mình phải có một cái kế hoạch. Không có kế hoạch thì mình không làm được. Tại vì khi mình lập một kế hoạch rồi thì cái bộ não mình sẽ dẫn mình đi đến cái kế hoạch đó. Nếu mình không có kế hoạch, như người ta nói là một con thuyền sẽ đi đến nơi nào nó cũng gọi là đúng hướng nếu nó không có đích đến. Gió nó có thể đẩy con thuyền đi bất cứ lúc nào và nó gọi chỗ nào nó cũng là đích đến của nó nếu nó không có đích đến của nó. Như chẳng hạn mình đặt con thuyền nó sẽ đến đi là California thì nó sẽ có cái đường hướng đi California, nhưng mà tôi không biết đi đường nào, thì con thuyền nó đặt lên cái con biển rồi thì gió chiều nào quay nó cũng chạy đến như là lực bình trôi thế thôi. Rất là hay, nên là cả nhà mình nên tận dụng, là không nên trì hoãn, và yêu ai thì hãy nói luôn, đừng nên giấu trong lòng cả nhà nhé. I love you Thảo Khải. I love you Hồng Lệ. I love you Hồng Lệ. Chị này, I love you Thu Hằng. I love you Quy. Yêu chị Hằng. Kinh nghiệm không trì hoãn nhưng mà vẫn chưa rút kinh nghiệm ngủ muộn, ngủ quên. Không, ngủ muộn cái đó là bệnh là khó trị chứ ai em trị. Em điện chứ đâu có biết đâu. Trời ơi. Ta đi ngủ quên đúng lắm. Không? Chào chị dạy một buổi sáng ngày mai. Chút xíu chị vào live stream của chị Nguyên á, nghe lại chương này cũng hay lắm chị. Đúng là cái trang 223 đó chị cũng đang xem, thì thảo đọc đó là cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ là hãy hết mình vì trách nhiệm với khách hàng. Thì nghe câu này nhớ đến cái buổi họp mà hôm bữa ông Yung ông họp ở trên phân thép cho chị em đấy. Thực sự là mình đang làm cái công việc này, mình đi chia sẻ cái sản phẩm này mà mình làm với cái tâm là mình làm cho người khác á. Làm cho người khác, cứ làm như thế thì một ngày nào đó người ta sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của mình, thì người ta sẽ yêu sản phẩm giống như mình và người ta sẽ cùng đồng hành với mình. Chứ còn mình để cho người ta suy nghĩ là mình đến với họ là để cho mình có một cái lợi ích gì đó là họ sẽ không có cái quan tâm đến cái mình chia sẻ cho họ. Nên là làm sao mà với cái tâm làm việc vì mọi người, làm việc cho mọi người, thì sau này là mình sẽ đạt được cái kết quả như mình và mọi người cũng đạt được như mình. Cái này rất là hay. Cái tâm của mình nó sẽ thể hiện qua ánh mắt của mình chứ không phải là lời nói. Bởi khi mà em chia sẻ tư vấn về sản phẩm, em chia sẻ hết sức của mình, nên là hầu như là khách hàng họ cảm nhận được mình nói thật. Tại vì mình uống như thế nào, mình cảm nhận thế nào, mình nói bằng như thế thôi. Và mình thấy được kết quả của khách hàng của mình ấy. Thật sự thì em vào trong công ty của mình, em thấy một điều rất là hay, đó là sản phẩm rất là hay, sản phẩm rất là tuyệt vời. Mình chụp hình chị nhé. 43 rồi nhỉ. Mấy chụp hình đi, có gì mình cắt tóc lại đi nhé. Mình mơ mình đọc phần đọc cái sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài, mọi người khen tấm tắc hay lắm nọ. Tôi hết quyển này đọc sau, đọc đi em. Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài là phải là cái chương mà cái chương ấy làm em khóc đầu tiên ấy, cái chương thứ ba ấy. Nó đọc cái chương đó là không đó, khóc em mơ lại là tim vẫn nhiều quá cái nào. Đi đâu rồi? Ba.
Vì không cho mở hiện hình lên được à? Hình ảnh Sao liên tưởng tới phim Cương Thiêu. chị? Hôm nay không có chia sẻ à? Chia sẻ bữa tí à? Dạ hết rồi. Vừa chia sẻ xong mình vào em buồn định quá cơ. em định lười một chút nữa mà thấy không ai mở, không ai like nên lại phải vào. Tiếc quá, tiếc quá. Thôi Không chị được chia đọc. sẻ đi, vẫn còn thời gian chị. Hôm nay có được nghe không?